Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây cùng với chúng mình. Không biết là các em đã sẵn sàng cho buổi chữa đề ngày hôm nay chưa? Các em ơi, ngày hôm nay thì chị có đăng đề thi thử của trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự của tỉnh Đắk Lắk. Không biết là các bạn đã có thời gian để đọc đề này hay chưa? Hiện tại ở đây thì chị thấy có 30 bạn đang vào xem phần phát trực tiếp của chị rồi. Và nếu như các em đang chuẩn bị chiến đề thì chắc chắn không thể bỏ qua phần phát trực tiếp này nhá. Rồi, ở đây thì chị thấy có rất là nhiều bạn đang vào đây rồi. Các bạn có thể gửi lời chào đến chị và thả thật là nhiều tim cho chị để chị biết là các bạn đang lắng nghe cái phần phát trực tiếp, đang lắng nghe cái phần chia sẻ của chị được không nào? Nào các em ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn có nghe thấy tiếng của chị không? Các bạn hãy thả tim cho chị thật là nhiều nhá. Để chị biết là các bạn đang chuẩn bị và cũng như rất là háo hức, rất là mong chờ để có thể đến 11 giờ 23 giờ để chúng mình có thể chữa đề. Ngày hôm nay á thì chị có đăng đề rồi. Không biết là các em đã kịp đọc đề chưa? Nếu như mà các bạn chưa kịp đọc đề thì các bạn quay trở lại cái phần đề mà chị đăng và các bạn đọc lướt qua chị nhé. Thì các bạn có thể thấy rằng cấu trúc đề khi mà chị chữa cùng với các bạn thì đây chính là cái cấu trúc đề vô cùng quen thuộc của Bộ Giáo dục của những cái năm trước và của cả đề minh họa nữa, và cũng chính vì quen thuộc như thế, thế nên ở đây các em có thể thấy là đối với tất cả các trường phổ thông ấy, khi mà áp dụng để có thể làm đề thi thử cho các em thì trường cũng phải bám sát với cấu trúc của đề thi thử của Bộ Giáo dục, bám sát với cấu trúc của các đề thi trước đó. Thế nên các em ơi, cái việc mà chúng mình chiến đề thì chị có một cái kinh nghiệm mách nhỏ cho các bạn nhé. Các bạn có thể làm rất là nhiều đề, các bạn có thể làm bộ 50 đề, 100 đề. Nhưng trước tiên, cái điều mà các bạn nên làm ấy, đó là khảo sát đề cho chị. Tức là các bạn khảo sát đề của những năm trước đó, ví dụ như 5 năm gần nhất này. Thì sau đó các bạn khảo sát đề thi thử của các trường trung học phổ thông của các tỉnh. Bởi vì vốn dĩ đó là những đề được các thầy cô làm, được các thầy cô biên soạn chuẩn hay cấu trúc rồi. Và chúng mình dựa vào đó để chúng mình chiến đề thôi. Bởi vì vẫn những cái phần đề này sẽ được đăng lên ở trên Google rất là nhiều, các bạn có thể tìm. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với chị chiến một đề, xử lý một đề để xem trong một quá trình mà các bạn làm đề này thì các bạn có làm ổn được 10 điểm trên 10 điểm hay không. Nhưng mà thôi, như thế thì hình như là hơi căng đúng không? Thì chị em mình đặt ra là 9,75 trên 10 nhá. Trong quá trình chúng mình chữa đề để xem chúng mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm đó. Tuy nhiên bây giờ hiện tại mới là tháng 3 đúng không ạ? Gần hết tháng 3 thì chị thấy là đây cái khoảng thời gian các bạn cũng đang luyện đề nhiều rồi, và khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian đầu, nên chị hy vọng rằng trong khoảng thời gian này các bạn luyện thì cũng cố gắng đạt từ khoảng quãng điểm từ 7 cho đến 7 rưỡi, sau đó mình lên dần, bởi vì vốn dĩ không ai mới đầu mà có thể viết tốt được. Bởi vì vốn dĩ là các bạn cần phải có thời gian để rèn luyện. Mặc dù các bạn đã học kiến thức nền rất là chắc, tuy nhiên để các bạn xử lý một vấn đề được đặt ra trong cái đề thi ấy, thì nó còn cả một cái quá trình dài nữa. Thế nên các bạn hãy dành thật là nhiều thời gian để các bạn luyện tập nhé. Rồi, ở đây thì chị có Lan Anh, có Minh Thư, có Thanh Thư, có Phan Lan Anh. Đó, ok, nhất trí. Thế thì để có thể giúp cho chị em mình có thêm tinh thần, các em cũng có thể share cái phần phát trực tiếp này của chị và trang cá nhân của mình để khi mà các bạn muốn xem lại này. Và chị cũng cảm thấy là các bạn đang rất là mong muốn, đang rất là cần có một người đồng hành để chữa đề cùng với các em, được không ạ? Thế thì nhân cái câu chuyện đó thì chị cũng chia sẻ một chút xíu xíu về cái việc mà chúng mình sẽ luyện đề trong cái khoảng thời gian nước rút. Cái mà chị muốn các bạn hình dung được đó là cái cấu trúc đề, và thông qua 2 buổi trước mà các bạn đã cùng chữa đề với chị Hiên ấy, là các bạn cũng đã bắt đầu hình dung ra cấu trúc đề rồi. Mọi cái hôm này chị không nhắc lại nữa. Và đi vào từng phần thì chị mong rằng các bạn có thể áp dụng từ lý thuyết và các bạn áp dụng đến thực hành giúp cho chị một cách nhuần nhuyễn. Bởi vì vốn dĩ chị biết các bạn là một trong những ngôi sao, những vì sao tinh tú học giỏi. Chị biết điều đấy. Các bạn học rất là chắc lý thuyết. Tuy nhiên các bạn yếu một cái phần đó là từ lý thuyết đến thực hành để các bạn viết ra ấy, là các bạn vẫn còn yếu ở điểm đấy. Nhưng chị tin chắc lý thuyết đến thời điểm này là các bạn cũng đã học rất là chắc rồi. Thì lý thuyết là cái gì? Thì các bạn có thể thấy là đối với những câu đọc hiểu như thế này thì thầy cô sẽ kiểm tra những câu hỏi, những phạm vi kiến thức
lý thuyết liên quan đến tiếng Việt, đúng không ạ? Ví dụ như biện pháp tu từ, ví dụ như phong cách ngôn ngữ, ví dụ như phương thức biểu đạt, ví dụ như thao tác liên kết. Và chị tin chắc là mấy cái đó là các bạn đã làm chắc rồi. Nói chung là các bạn đã thuộc lòng trong đó, trong bàn tay rồi, chả có gì là không có nhớ nữa cả. Tuy nhiên là để có thể đọc một cái ngữ liệu mới tinh tình tình mà các bạn có thể xác định được tất cả những cái phạm vi kiến thức mà thầy cô hỏi ở trong trong bài ấy, mà các bạn xác định đúng ấy, thì đấy mới là cái điểm mà chúng ta ăn ăn nhau ở cái điểm đó. Còn thực sự lý thuyết về mặt kiến thức tiếng Việt thì chị nghĩ đến giờ này là bạn nào cũng đã chắc rồi, đúng không? Thì bây giờ các bạn cùng với chị chiến cái đề số 08 ở đây, đúng không ạ? Và đây là đề của trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk. Không biết là ở trong cái phần phát trực tiếp này của chị thì có bạn nào, có thanh niên nào đã làm đề này, hoặc có thanh niên nào ở tỉnh Đắk Lắk và đã làm đề này và chuẩn bị làm đề này không? Nếu như có thanh niên nào thì cho chị biết một cái cánh tay của các bạn nhé. Và thêm vào đấy nữa thì nếu như trong quá trình mà các bạn làm đề mà các bạn cũng đã từng gặp một cái ngữ liệu khá là quen thuộc của Nguyễn Duy được trích từ trong tập thơ về, thì có lẽ là các bạn cũng đã làm bài này rồi đấy. Bởi vì đây là một trong ngữ liệu mà chị thấy khá là quen thuộc và thường là gặp ở rất rất là nhiều đề của các trường đó. Thế thì ở đây các bạn cũng có thể tham khảo để chúng mình xem đối với cái kỳ thi thử của trường mình thì mình sẽ thử sức như thế nào nhá. Rồi My Trần em ạ, rồi ok nhất trí. Thì không biết là My Trần đã làm cái đề này chưa? Bây giờ các bạn có thể thấy ngữ liệu của chị ở đây, đó chính là một đoạn trích, được không ạ? Và đoạn trích này thuộc thể loại là thơ ca. Và các bạn có thể đọc nhá. Trong quá trình chúng mình làm đọc hiểu thì thực sự nhá, cái kinh nghiệm của chị khi chị làm là chị lướt qua cái phần ngữ liệu này một lần, thì xong chị nhìn hệ thống câu hỏi. Tại sao mình phải nhìn hệ thống câu hỏi là bởi vì để xem với cái phần phương pháp, với cái phần cấu trúc mình học ở nền ấy, áp dụng vào một cái bài mới thì nó có giống hay không. Ví dụ như câu 1 này, xác định phương thức biểu đạt chính, đúng không ạ? Thì chắc chắn đây là một trong những câu hỏi quá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Câu 2, điểm khác biệt giữa cái giá phải trả chấm chấm chấm, thì chắc chắn đây là câu hỏi yêu cầu các bạn phải tìm ngữ liệu, đúng không ạ? Và đây là một câu hỏi khó hơn một chút xíu. Bình thường với các đề trước khi mà các bạn chữa, các bạn làm ấy, thì chúng ta thấy sẽ có một cái cụm câu hỏi để các bạn phân biệt. Ví dụ như là theo tác giả hoặc là theo đoạn trích, đúng không? Chúng ta thấy sẽ có một cái cụm từ ví dụ như thế. Đây, để chị viết ra nhá. Bình thường thì các bạn sẽ thấy cái cụm từ này, theo đoạn trích hoặc là theo tác giả, đúng không? Tuy nhiên, cái đề này khó hơn một chút xíu, yêu cầu các bạn phải đọc sâu hơn. Các bạn phải chỉ ra cái điểm khác biệt giữa chấm 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 và chấm chấm chấm. Thế thì hai cái chấm 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 này thì nó đều thuộc vào ngữ liệu ở trên phần văn bản, được không ạ? Thế thì các bạn chú ý cho chị nhé, cái câu 2 này của cái đề số 08 của trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự thì có khó hơn một chút xíu. Cái phần này thì các bạn phải để ý cho chị này. Câu 3, chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ lọc cấu trúc. Cái câu này thì không có gì là mới cả, cũng rất là quen thuộc thôi, đúng với cái cấu trúc của 4 câu đọc hiểu. Câu số 4, anh chị tâm đắc nhất với thông điệp nào mà tác giả gửi gắm qua văn bản? Thì đây cũng chính là một trong những cái câu hỏi quen thuộc, chỉ là thầy cô thay cái cách dùng từ một chút xíu thôi. Bình thường khi các em đọc, các bạn sẽ thấy có thể thấy là anh chị rút ra bài học hoặc là rút ra thông điệp nào ý nghĩa nhất. Còn ở đây thì thầy cô thay bằng cái cụm từ là tâm đắc, đúng không ạ? Thì nói chung về mặt cấu trúc thì không có quá nhiều sự thay đổi. Có cái sự thay đổi thì ở câu số 2 này thôi các em ạ. Tức là hỏi sâu hơn một chút xíu, yêu cầu các bạn phải suy luận một chút xíu thôi, được không ạ? Thế thì bây giờ mình quay trở lại với ngữ liệu nhá. Tức là cái phần này là chị đang hướng dẫn các bạn khi chúng mình mà thực chiến đề cụ thể, thì các bạn có thể lướt qua cái phần câu hỏi độ khoảng 1-2 phút để chúng mình xác định, để chúng mình cảm thấy là ồ, cấu trúc vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, thì nên chúng mình cứ yên tâm mà chiến thôi. Và sau khi các bạn đã hệ thống được cái phần câu hỏi đấy rồi thì các bạn có thể quay trở lại phần ngữ liệu giúp cho chị, và chúng mình sẽ cùng nhau đọc kỹ ngữ liệu để trả lời các câu hỏi phía trước. Và các bạn nhớ chị này, cái tên của cái phần này đó là đọc hiểu, thì chắc chắn cái nhiệm vụ mà chúng mình làm ở đây đó chính là đọc hiểu cái văn bản này, được không ạ? Đọc hiểu cái đoạn trích này. Và đây là một trong những cái đoạn trích mới mà các bạn không được học trong chương trình Trung học phổ thông quốc gia, mà là những cái ngữ liệu ngoài chương trình. Và nhiệm vụ các bạn là phải đọc hiểu nó dựa trên hệ thống 4 câu hỏi ở phía sau, được không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc hiểu cái đoạn trích này, cái văn bản này dựa trên 4 câu hỏi. Thế thì để có thể làm được điều đấy thì không bao giờ các bạn bỏ qua được thao tác đọc cho chị. Thế thì bây giờ chúng mình cùng đọc nhé. Có món ngon nào giá rẻ không em? Gạo trắng, rau tươi, cá bơi, tôm nhảy. Người xưa bảo tiền nào của nấy, cái lẽ đời giản dị thế thôi ư? Có đam mê nào giá rẻ không em? Lời tâm huyết chiết ra từ máu đỏ. Câu thơ thật đủ lấy đồng tiền giả, vã mồ hôi sôi nước mắt thắt lòng. Có yêu đương nào giá rẻ không em? Ân ái đi qua nợ đời rơi vãi lại.
còng lưng tiếng cười con cái thăm thẳm mai lởm chở nhọc nhằn. Mẹ chót xô ta câu sống mệnh con cò, thôi đừng trách cành tre sao mềm thế. Đừng tưởng loanh quanh mọi người sống dễ, có hạnh phúc nào giá rẻ không em. Đó chính là cái phần ngữ liệu mà chúng mình sẽ đọc hiểu. Không biết là sau một cái phần lướt qua như thế của chị thì các bạn đã hiểu phần nào đó hay chưa. Và thực sự nhá, trong cái phần chữa đề này của chị thì chị mong muốn lắm là khi mà chị đăng đề thì các bạn cũng có thể đọc và các bạn cũng có thể vạch ra những cái câu trả lời của các em, để khi tối chị em mình chữa đề nó sẽ nhanh hơn và đồng thời các bạn sẽ cảm thấy hiệu quả. Còn nếu như các bạn chỉ vào xem cái phần chị chữa mà các bạn không đọc á, thì các bạn sẽ chỉ nghe thôi, mà bởi vì chúng mình chưa có cái phần tư duy trước đó, và các bạn có thể nó sẽ giảm cái hiệu suất của chúng mình, giảm cái hiệu quả của chúng mình. Thế nên thực sự là mong muốn với các buổi sau thì chị mong là các bạn có thể cùng với chị thực chiến. Chưa chị đang để các bạn vào làm tối, chúng mình chữa luôn mỗi một ngày đã lớp một đề rồi. Sau 5-6 buổi, 4 buổi thì các bạn cũng đã có cơ số đề rồi, các bạn đã làm hòm hòm rồi đúng không? Thế thì bây giờ với một lần đọc như vậy thì không biết là các bạn đã hiểu chưa? Thế nhưng bây giờ chúng mình cùng xử lý từng câu hỏi một và sau đó chị sẽ quay trở lại ngữ liệu nhé. Các bạn có thể thấy là đối với câu hỏi số 1, đề yêu cầu chúng mình là xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Và theo các bạn thì phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là phương thức nào? Thế thì để làm được câu hỏi này, các bạn chú ý cho chị. Đề hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó, trọng tâm, đúng vấn đề, chúng mình không có lan man. Đề hỏi phương thức biểu đạt thì trong đầu phải nảy luôn ra cho chị là phương thức biểu đạt thì bao gồm bao nhiêu phương thức, và trong bấy nhiêu phương thức thì phương thức nào là phương thức chính được tác giả sử dụng ở trong đoạn văn bản trên, được không ạ? Thì chúng ta có thể nhớ ngay cho chị các phương thức mà các bạn có thể kể tên. Ở đây có bạn nào có thể kể tên giúp cho chị các phương thức biểu đạt mà chúng mình đã học không ạ? Tự sự, miêu tả, biểu cảm, rồi cái gì nữa? Nghị luận, đúng không ạ? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không ạ? Kể nốt cho chị nào. Kể nhá các bạn. Nhớ này, chúng mình kể ra chị 6 phương thức đó. Tuy nhiên cái quan trọng nhất mà chị muốn nhấn mạnh với các bạn ở đây đó chính là các bạn tìm ra câu trả lời đúng cho cái phần câu hỏi số 1 này. Thì các bạn có thể thấy cái đoạn ngữ liệu của chúng mình là thơ. Mà các em biết rồi, về thơ ca thì cái quan trọng nhất là thể hiện tình cảm, cảm xúc, đúng không ạ? Có thể trong lời thơ tác giả có thể kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, có thể miêu tả cái đối tượng ở bên ngoài, tuy nhiên đó chỉ là điều kiện và phương tiện để anh ta bày tỏ tình cảm cảm xúc của mình thôi. Thế nên thầy cô ở trên trường á, hoặc là khi mà các bạn đi luyện thi ôn thi thì thầy cô sẽ thường hỏi các bạn là sẽ thường mách nhỏ cho các bạn một cái mẹo, đó là cứ khi vào thơ ấy là chúng mình làm biểu cảm nhé, nếu như để hỏi là phương thức biểu đạt. Thế thì ở trong bài này cái mẹo đó cũng sẽ đứng, bởi vì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta thấy tác giả Nguyễn Duy của chúng ta cũng bày tỏ tình cảm cảm xúc của mình đằng sau những cái câu thơ, khi nói về những cái món ngon, đúng không ạ? Khi mà nói về ước mơ, khi nói về đam mê. Đó, các bạn có thể thấy là như vậy. Rất là đơn giản là chúng mình có thể trả lời câu hỏi này rồi. Và với câu hỏi số 01, khi mà các bạn trả lời được đáp án chính xác và biểu cảm thì các bạn sẽ có 0,5 điểm cho câu trả lời này. Và đây là cái số điểm có lẽ chị nghĩ rằng rất là phù hợp với những câu hỏi mang tính chất nhận biết như thế này. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ thấy tùy thầy cô của từng trường thì cái câu này nó cũng sẽ có thể dao động từ 0,5 cho đến 0,75. Cái này là tùy nhá, cái này là tùy. Còn ở trong đề của trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự thì thầy cô cho các bạn 0,5 điểm. Được chưa ạ? Thì các bạn chú ý cho chị phần này. Rồi ok, ở đây thì sau quá trình mà chị phân tích và chị trao đổi với các em thì chị thấy các bạn đã chỉ ra có thêm thuyết minh và có thêm hành trình công vụ chính xác, là chúng ta đã đầy đủ 6 phương thức biểu đạt rồi, đúng không? Ok, cảm ơn các bạn. Thì sau một cái buổi trao đổi cùng với chị thì tự nhiên lại nhớ lại 6 phương thức biểu đạt chính, sau đó chúng ta làm được thêm một câu hỏi, thế là chúng ta cũng đã tốt hơn một chút xíu rồi đấy. Thế là tiếp tục chủ chị có sẽ có câu hỏi số 2 nhé. Cái câu hỏi số 2 này thì nó khó hơn bình thường một chút xíu thôi, nhưng các bạn đừng quá lo lắng. Các bạn quay trở lại câu hỏi thì các bạn có thể thấy là việc của các bạn là chỉ ra điểm khác nhau, đúng không ạ? Mà điểm khác nhau của chúng mình là cái gì với cái gì? Đó là cái giá phải trả cho món ngon. Ở đây chúng mình phân tích đề một chút xíu để chúng mình làm nhé. Cái giá phải trả cho món ngon. Mà cái giá phải trả cho món ngon thì tác giả đã đề cập ở khổ thơ thứ nhất. Mà các bạn quay trở lại khổ thơ thứ nhất giúp cho chị. Sau đó các bạn chú ý tiếp đến cái giá của đam mê và yêu đương. Mà cái giá của đam mê và yêu đương thì được tác giả đề cập ở các khổ thơ còn lại. Và nhiệm vụ của các em đó là đọc cho chị cái khổ thơ thứ nhất này. Và các bạn có thể xác định cho chị cái giá mà con người ta phải trả
cho các món ngon. Ở đây các bạn có thể thấy gạo trắng, rau tươi, cá tô bôm nhảy, đó chính là những món ngon. Và cái giá phải trả cho những món ngon này đó chính là gì ạ? Đó chính là tiền, đúng chưa ạ? Người xưa bảo tiền nào của đấy. Anh muốn ăn gạo trắng, anh muốn ăn rau tươi, anh muốn cá tôm bơi nhảy thì đương nhiên là anh phải bỏ ra tiền. Mà tiền càng nhiều thì chắc chắn là món ăn sẽ càng ngon. Nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau, tuy nhiên nó cũng không phải là tuyệt đối các em ạ. Nói chung là cũng rất là tùy thuộc. Tuy nhiên dựa vào cái phần ngữ liệu này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái giá phải trả những món ngon đấy chính là tiền, đúng không ạ các bạn? Bôi đậm cho chị, khoanh tròn cho chị cái chữ tiền này, được chưa ạ? Thế sau đó các bạn đọc tiếp cho chị cái giá mà con người ta phải trả cho đam mê, cái giá mà cho con người ta phải trả cho yêu đương. Thì chúng ta thấy là đam mê hay yêu đương thì tiền không thể nào mua được. Bởi lẽ có đam mê nào giá rẻ không em? Lời tâm huyết chiết ra từ máu đỏ, câu thơ thật đổi lấy đồng tiền giả, vã mồ hôi sôi nước mắt thắt lòng. Đam mê, cái giá của đam mê đó là mồ hôi công sức lao động các em ạ. Đó là sôi mồ hôi, vã mồ hôi sôi nước mắt thắt lòng. Thì đó chính là cái giá mà anh phải trả cho đam mê. Mà đó chính là điểm khác giữa cái giá mà anh phải trả cho đam mê và cái giá mà anh trả cho món ngon, đúng không ạ? Ở đây thì ok, chị đã phóng to lên một chút xíu rồi nhá, Quang Vinh nhá, các bạn có nhìn rõ hơn không? Các bạn nhìn rõ hơn rồi đúng không? Rồi, Mimi Trần ơi, chị có quyển sách nào để viết mẫu cho các dạng bài lớp 12 không? Chị có em ạ. Nếu như nói là viết mẫu dạng mẫu thì em có thể tham khảo tuyển tập văn mẫu dành cho các bạn học sinh lớp 12. Thì ở trong đó là bao gồm 50 bài văn, bao gồm các dạng đề khác nhau, thì em có thể tham khảo nhá. Cái phần đó thì em có thể nhắn tin vào cho fanpage để các anh chị tư vấn kỹ hơn, được không ạ? Còn bây giờ chúng ta quay trở lại phần đọc hiểu này. Các bạn nào mà đang yếu đọc hiểu hoặc là đang cảm thấy là mình chưa vững cái phần này thì các bạn cũng có thể tham khảo cuốn sách 8 nhé. Ok được không nào? Bây giờ quay trở lại tiếp tục cùng với chị phân tích ngữ liệu thì các em có thể thấy rằng đam mê thì con người ta phải trả bằng mồ hôi nước mắt, được chưa ạ? Đấy chính là cái giá mà anh phải trả cho đam mê. Còn cái giá mà anh phải trả cho yêu đương đó chính là gì? Có yêu đương nào giá rẻ không em? Không, chả có yêu đương nào là giá rẻ hết cả. Ân ái đi qua, nợ đời rơi vãi lại, còng lưng gánh tiếng cười con cái thăm thẳm, mai lởm chởm nhọc nhằn. Đó chính là cái sự vất vả này, còng lưng gánh tiếng cười con cái. Để cho con gái có được cái tiếng cười thì bố mẹ cha mẹ phải sao ạ? Phải vất vả, phải nhọc nhằn, phải lam lũ. Thì đấy là cái giá, đúng không ạ? Và con người ta phải lao động, con người ta phải bươn trải thì mới có được tình yêu, đam mê, đúng chưa ạ? Thế thì cái điểm khác nhau giữa cái giá mà chúng ta phải trả cho những món ngon và cái giá để chúng ta trả cho đam mê và yêu đương ở đây thì các bạn đã thấy chưa ạ? Chúng ta có thể chỉ ra điểm khác nhau thì các em có thể thấy rằng điểm khác nhau thì chúng ta có thể thấy món ngon được trả bằng tiền, còn đam mê và yêu đương thì không được trả bằng tiền mà được trả bằng gì ạ? Được trả bằng bằng tâm huyết này, bằng những giọt mồ hôi này, bằng trải nghiệm này, đúng không ạ? Bằng những nhọc nhằn. Thì đây là cái đáp án. Và khi mà các bạn chỉ ra được như vậy thì các bạn đã có 0,5 điểm rồi. Cái câu này thì hơi khó hơn. Nói chung đáp án vẫn nằm trong phần ngữ liệu, nhưng các bạn phải tìm ra được điểm khác biệt giữa cái giá của món ngon và cái giá của yêu đương và đam mê. Cái phần này thì các bạn chú ý vào ngữ liệu, giống như cách mà chị phân tích ngữ liệu cho các bạn vừa rồi đấy, là các bạn có thể xử lý nhanh gọn câu này một cách rất là dễ dàng. Trong quá trình mà chị chữa đề cùng các bạn thì có thể là xử lý hơi lâu một chút xíu bởi vì chị giải phân tích, đúng không? Còn khi mà các bạn thực chiến tin chắc câu này các bạn không làm quá 5 phút đâu, được chưa? Chỉ là chúng mình ghi chép ra nó hơi mất thời gian một chút xíu, như bạn nào viết chậm ấy, còn bạn nào viết nhanh thì 5 phút 7 phút là các bạn đã xong câu này rồi, được không ạ? Mà 7 phút chị nghĩ là còn hơi nhiều á. Đó, tiếp tục này, câu 3. Câu 3 là yêu cầu các bạn chỉ ra cái biện pháp lặp được sử dụng ở trong đoạn văn trên và đồng thời chỉ ra tác dụng. Và đây chính là một trong những câu hỏi mà các bạn có cái số điểm khá là cao, đó chỉ là 1 điểm. Vậy thì với cái câu hỏi bao gồm hai ý hỏi này thì đầu tiên em phải chỉ ra, được không ạ? Bình thường thì đề sẽ hỏi là chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong ngữ liệu X, đúng không? Và nêu tác dụng hoặc nêu hiệu quả nghệ thuật. Tuy nhiên với đề này thì thầy cô đã chỉ ra cái biện pháp nghệ thuật, biện pháp tu từ đã được sử dụng, đó chính là biện pháp lặp cấu trúc. Nhiệm vụ của các bạn chỉ ra ở đây đó là lặp cấu trúc ở những đoạn nào, những câu thơ nào được lặp lại. Cái phần này là các bạn chỉ cần chép lại những câu thơ lặp lại là giúp cho chị là các bạn đã có 0,25 cho đến 0,5 điểm ở phần này rồi, được không ạ? Bởi vì nó có hai ý hỏi. Nếu như các bạn trả lời được ý thứ nhất là các bạn đã có điểm ý thứ nhất, rồi các bạn chỉ ý thứ hai là các bạn đã có điểm thứ hai rồi, được không ạ? Thế thì với cái ý thứ nhất ở đây là các bạn
chỉ ra cho chị cái biện pháp lập cấu trúc đó được sử dụng như thế nào trong đoạn trích, thì các em sẽ chép lại cho chị những câu thơ mà có sử dụng biện pháp lập đó. Mà lập cấu trúc tức là gì? Cái cấu trúc nó được lặp đi lặp lại ở các câu thơ khác nhau trong các khổ thơ của đoạn trích. Thế thì bây giờ các em có thể dễ dàng chỉ ra cho chị các câu thơ đó chính là: có món ăn nào giá rẻ không em, có đam mê nào giá rẻ không em, có yêu đương nào giá rẻ không em, có hạnh phúc nào giá rẻ không em. Nó được lặp lại ở tất cả các khổ thơ trong bài, đúng không ạ? Và cấu trúc của em của nó là có x giá rẻ không em, đúng không ạ? Và cái x này được thay thế bằng món ngon, được thay thế bằng đam mê, được thay thế bằng yêu đương, được thay thế bằng hạnh phúc. Vậy thì chúng ta đã tìm ra được những câu thơ được lặp lại cấu trúc, đúng không ạ? Có x rẻ không em, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy đây chính là cấu trúc, nó lặp lại như vậy. Và sau khi các bạn đã tìm ra, các bạn đã chỉ ra được cho chị rồi, thì nhiệm vụ các bạn bây giờ đó là nêu ra tác dụng, hay nói cách khác là hiệu quả nghệ thuật. Thế thì hiệu quả nghệ thuật ở đây tức là các bạn xem cái biện pháp điệp cấu trúc này nó sẽ có. Các bạn hãy xem cho chị xem cái biện pháp điệp cấu trúc này nó. Thì khi chúng ta nhắc đến biện pháp lập cấu trúc thì chúng ta đã chỉ ra được những câu thơ rồi, đúng không ạ? Và các em có thể thấy cái cấu trúc mà tác giả Nguyễn Duy sử dụng ở đây đó chính là có cái gì, đúng không ạ? Có, và có cái này ở đây là có cộng với x, sau đó thì sẽ cộng với giá rẻ không em, đúng không? Và hỏi chấm. Thì đây chính là cái phần cấu trúc được lặp lại, được chưa ạ? Thì các bạn chú ý cho chị, đây chính là phần cấu trúc được lặp lại. Và bây giờ nhiệm vụ các bạn đó là nêu ra cái hiệu quả nghệ thuật, hay nói cách khác là tác dụng. Và cái phần các bạn chỉ ra tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó là các bạn sẽ có 0,5 cho đến 0,75 điểm. Thì ở phần này các bạn có thể thấy rằng khi nhắc đến lặp, đúng không ạ? Khi nhắc đến điểm lại một cái gì đó thì chắc chắn tác giả có cái dụng ý nghệ thuật nhất định, đó chính là nhấn mạnh, đúng chưa ạ? Và đối với cái phần nhấn mạnh này thì các bạn tập trung chủ yếu chị vào nội dung, xem tác giả muốn nhấn mạnh nội dung gì. Có món ngon nào giá rẻ không? Có đam mê nào giá rẻ không em? Có yêu đương nào giá rẻ không em? Và có hạnh phúc nào giá rẻ không em? Thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta có thể thấy tác giả những gì ở đây muốn nhấn mạnh: không có bất cứ một hạnh phúc nào, không có bất cứ một đam mê nào mà giá rẻ cả, đúng chưa ạ? Mà con người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự cố gắng nỗ lực vất vả rất là nhiều thì mới có được hạnh phúc, thì mới có được đam mê, được chưa? Ở đây đối với cái phần hiệu quả nghệ thuật thì nó sẽ nhằm nhấn mạnh không có bất cứ một hạnh phúc nào, không có bất cứ một yêu đương nào ở trên đời mà giá rẻ cả, mà nó đều được đánh đổi bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng sự nỗ lực và cố gắng. Thì các bạn chú ý cho chị là như vậy nhé. Và khi các bạn nêu ra được cái hiệu quả thật đối với mặt nội dung rồi, được chưa ạ? Thì các bạn sẽ tiếp tục chỉ ra cho chị cái hiệu quả nghệ thuật về mặt nghệ thuật. Tức là khi mà em trả lời cái câu hỏi số 3 này, với tất cả các câu hỏi khác các bạn cũng thế, khi mà các bạn nêu tác dụng nhá, thì trước tiên các bạn chỉ ra tác dụng đối với mặt nội dung, được chưa ạ? Sau đó các bạn chỉ ra hiệu quả nghệ thuật đối với cái khía cạnh nghệ thuật, không ạ? Cái tác dụng đối với khía cạnh nghệ thuật. Thế thì nội dung là nhằm nhấn mạnh, được chưa? Nhấn mạnh không có bất cứ hạnh phúc, không có bất cứ đam mê nào là giá rẻ. Còn đối với nghệ thuật ở đây, khi các bạn thấy cái cụm điệp lại, cái cụm được lặp lại có ... giá rẻ không em, thì nó sẽ tạo ra cái nhịp điệu cho bài thơ, và nó khiến cho cái bài thơ nó da diết hơn để thể hiện và để bộc lộ cái khát khao tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm đam mê, được chưa? Thì cái phần này các em chú ý cho chị nhé. Thì các bạn nhớ chị cái từ khóa như sau mà chị bôi đen á, tức là trong quá trình mà chúng mình chỉ ra tác dụng hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ, thì trước tiên các bạn chỉ ra cái tác dụng đối với khía cạnh nội dung, được chưa? Sau đó chúng mình chỉ ra với khía cạnh nghệ thuật. Và để làm được phần này thì các bạn nhớ lại cho chị về mặt kiến thức tiếng Việt khi các bạn học về biện pháp tu từ, được không ạ? Thì các bạn nhớ lại cho chị nhá, cái phần này là chúng mình học rất là kỹ rồi, và ở đây chúng ta áp dụng để thực chiến. Thế thì từ cái phần kiến thức đó thì các bạn nhớ là cái phần nội dung này thì ta cần phải chú ý cho chị, nội dung sẽ được thể hiện ở trong bài, và nó nhấn mạnh cái gì, nó nhấn mạnh cái điều mà tác giả muốn nói ở trong bài, thì các bạn phải nhanh nhạy để các bạn vận dụng, các bạn trả lời giúp cho chị, được chưa ạ? Còn đối với nghệ thuật thì các bạn có thể học từ khóa này, đối với lặp nó sẽ tạo cái nhịp điệu cho bài thơ, cho câu thơ, cho câu văn, và đồng thời thông qua đó thì có thể thể hiện cái cảm xúc của tác giả. Thì cái cảm xúc này là cái cảm xúc gì thì em lại phải linh hoạt để gắn vào ngữ liệu
của từng bài nhé. Còn đối với cái bài mà chúng ta đang làm ở đây thì đó chính là cái niềm khao khát, cái sự khao khát đi kiếm tìm hạnh phúc và đam mê. Và khi mà em đã trả lời được một cách trọn vẹn như vậy rồi thì em đã có số điểm là từ 0,75 cho đến 1 điểm. Và cái câu này đôi khi các bạn không được điểm trọn vẹn là bởi vì cái phần diễn đạt của các bạn này, rồi cái phần chỉ ra tác dụng của các bạn còn thiếu. Các bạn bảo ôi em chỉ ra tác dụng được mà sao điểm em vẫn thấp thế, em mới chỉ có được 0,5 thôi. Là bởi vì sao ạ? Là bởi vì em mới chỉ ra một trong hai cái khía cạnh, một nội dung hoặc là một nghệ thuật, chứ em chưa chỉ đủ cả. Thế nên khi mà em nêu ra cái hiệu quả nghệ thuật, em cần phải chú ý chị cả hai khía cạnh nội dung và nghệ thuật thì chúng mình mới có điểm tối đa được. Nếu nhá, cái phần này là chị thấy có nhiều bạn thắc mắc lắm, nhưng mà đôi khi là các bạn chưa có nhìn lại bài viết của mình, chưa có nhìn lại bài làm của mình xem mình thiếu ở đâu, đủ ở đâu. Và cái đủ đó chính là em nêu ra cái tác dụng của biện pháp tôi từ đó đối với cả nội dung và nghệ thuật, được không ạ? Em chú ý chị như vậy. Còn đối với câu hỏi số 4 thì có lẽ chẳng có gì khó cả, bởi vì vốn dĩ mỗi một chúng ta khi đọc bất cứ một ngữ liệu nào thì chắc chắn sẽ để lại cái dấu ấn, để lại cái ấn tượng của em về một cái bài học, cái thông điệp nào đó. Thì em hãy lựa chọn cho mình một bài học ý nghĩa nhất nhé. Tại sao là một? Là bởi vì đề hỏi là tâm đắc nhất, thế nên chắc chắn là em chỉ cần chỉ ra một thôi. Và cái phần này chị thấy có nhiều bạn là hay liệt kê ra hàng hà sa số những bài học mà em có thể chỉ ra được. Tuy nhiên đề hỏi gì trả lời đó, các bạn đừng quá mất thời gian để các bạn có thể suy nghĩ và chỉ ra càng nhiều càng tốt. Không, đấy là một cái suy nghĩ sai các em. Bởi vì nhớ chị đọc hiểu là làm đúng chúng và đủ, được chưa ạ? Nhớ chị ba từ khóa đó. Thì khi em làm câu 4 này em chỉ cần chỉ ra một thôi. Và thông qua cái ngữ liệu mà chúng ta vừa đọc về bài trợ của Nguyễn Duy ý, thì em có thể thấy rằng chúng ta có thể thấy cái bài học vô vàn mà các bạn có thể rút ra. Ví dụ như là để có được yêu đương, để có được đam mê thì con người ta phải trả một cái giá rất đắt. Đó là sự cố gắng này, nỗ lực này, hy sinh. Đó là một bài học các bạn có thể chỉ ra, đúng không ạ? Hoặc thêm vào đó nữa, chúng ta có thể thấy ở trong cái khổ thơ cuối cùng thì chị rất là ấn tượng với cái câu thơ về con chim đấy. Các bạn quay trở lại mà xem, các bạn cùng với chị đọc này. Mẹ chót ru ta câu sống mệnh con cò, thôi đừng trách cành tre sao mềm thế, đừng tưởng loanh quanh mọi người sống dễ, có hạnh phúc nào giá rẻ không em. Chị rất là thích hai câu thơ này ở trong khổ cuối. Thì ở hai câu thơ này các bạn cũng có thể thấy có một cái bài học triết lý được đưa ra ở đây. Đó chính là thay vì than trách hoàn cảnh, chúng ta hãy quay trở về để hoàn thiện, để cố gắng bản thân, được chưa? Bởi vì xung quanh chúng ta mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, được không ạ? Thì đấy cũng chính là một bài học mà các bạn cũng có thể rút ra được từ những cái câu thơ ở cuộc cuối, được chưa? Ngoài cái bài học đó là không có đam mê, không có hạnh phúc nào giá rẻ, mà chúng ta cần phải trả giá một cái giá rất đắt, đó là sự cố gắng, nỗ lực và hy sinh. Thì ở đây các bạn cũng có thể chỉ ra đó, thay vì chúng ta than trách cuộc đời thì hãy hoàn thiện bản thân để làm gì ạ? Để có thể hạnh phúc hơn mỗi ngày, được chưa? Thì đó cũng chính là một bài học mà em có thể chỉ ra được. Ngoài ra các bạn cũng có thể chỉ ra những cái bài học mà em cảm nhận được. Thì theo các bạn ở đây, các em chỉ ra được bài học nào, các em rút ra được bài học nào có ý nghĩa nhất với mình? Và thực sự với chị dành lời khuyên chân thành, khi mà các bạn đọc ngữ liệu, các bạn có thể chỉ ra rất là nhiều những cái bài học khác nhau, nhưng hãy chọn ra cho mình cái bài học mà bản thân em cảm thấy dễ viết nhất, được không ạ? Bởi vì khi em đưa ra bài học thôi thì em chưa đủ đâu, mà em cần phải có thêm cái phần lý giải ở phía sau, cái phần giải thích ở phía sau. Vậy nên em hãy chọn cho chị cái bài học mà em cảm thấy mình dễ viết nhất, và sau đó mình giải thích nó, được không ạ? Thì ở đây chị có viết tham khảo một đoạn này, các bạn có thể tham khảo nhé. Sau khi đọc văn bản trên, tôi nhận ra rằng để đạt được thành công thì con người cần phải biết chấp nhận hoàn cảnh, tự mình vượt qua khó khăn. Tức là đây cũng chính là một cái bài học mà chúng ta có thể rút ra được ở trong cái bài thơ Chợ của Nguyễn Duy, đúng không ạ? Thì chúng ta khi mà chúng ta đưa ra được cái bài học này rồi thì bắt đầu cái phần phía sau chúng ta hãy giải thích, được không ạ? Chúng ta hãy lý giải giúp cho chị vì sao nó là cái bài học mà anh tâm đắc nhất. Con đường đến thành công chưa bao giờ là dễ dàng, bởi trên hành trình quả ngọt ấy ta phải đối mặt và vượt qua với những nhiều thử thách. Khi đối mặt với thử thách, ta sẽ trải nghiệm nhiều hơn, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích. Có thể ta thất bại, nhưng thất bại là mẹ của thành công. Sau mỗi lần vấp ngã, tự mình đứng dậy, ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn trước. Vì thế, hãy cứ dám nghĩ, dám hành động, dám đương đầu với khó khăn để tiến gần hơn với thành công bạn nhé. Thì các em có thể thấy rằng là trong câu hỏi số 4, chị có hai phần. Phần 1 là đưa ra bài học, phần 2 là chị lý giải bài học đó. Và phần lý giải bài học này thì các bạn dựa vào cái bài học mình rút ra được và xoay vào trong cái cuộc sống của cá nhân các em thì các bạn có thể dễ dàng trả lời được rồi. Và đối với câu hỏi này thì rất dễ để ăn điểm, tuy nhiên các bạn hay bị trừ điểm là bởi vì cái phần dẫn dắt của mình chưa ổn. Nên cố gắng là trong quá trình luyện đề thì dẫn dắt làm sao cho thật là mạch lạc, cho thật là rõ ràng nhé. Nói chung là đối với đọc hiểu thì các bạn cũng cố gắng đảm bảo cho chị là mạch lạc rõ ràng trước cái đã,
Còn cái yếu tố là viết có hay, có mềm mại hay không thì nó cũng chính là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Nhưng cái phần này thì mình cố gắng là luyện thật là nhiều thì các bạn sẽ có và đạt đến cái đỉnh, đến cảnh giới đấy thôi, được chưa? Còn trong cái thời gian đầu này thì các bạn cứ đúng trúng đủ trước lại cho chị nhé. Sau khi mà các bạn đã làm xong cái phần đọc hiểu rồi thì có lẽ là nhanh chóng bước vào cái câu nghị luận xã hội thôi. Tuy nhiên với cái câu nghị luận xã hội thì chúng ta có thể thấy rằng nó sẽ có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với phần đọc hiểu, và các bạn có thể đọc đề và các em có thể thấy ngay cái giá của hạnh phúc, đúng không ạ? Đây, chị quay trở lại đề với chúng mình nhé. Từ văn bản phần đọc hiểu thì tức là chắc chắn là nó sẽ liên quan đến nội dung của phần đọc hiểu. Viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về cái giá của hạnh phúc. Và cái giá của hạnh phúc theo như Nguyễn Duy thì phải trả bằng mồ hôi, phải trả bằng nước mắt, phải trả bằng sự hy sinh, bằng sự cố gắng nỗ lực, đúng không ạ? Còn theo các bạn, theo các em thì cái giá của hạnh phúc sẽ là gì? Được chưa? Thì với cái phần này các bạn sẽ cùng với chị đi trả lời cho câu hỏi cái giá của hạnh phúc mà chúng ta phải trả là gì. Và để có thể làm được phần này thì trong đầu là phải bắt đầu nốt ra nhanh cái cấu trúc của bài nghị luận xã hội. Và các bạn biết là với câu nghị luận xã hội mà chỉ là đoạn văn 200 chữ thôi thì trước tiên là mặt hình thức nhá. Cái phần này là các bạn cũng đã nắm chắc rồi, nhưng chị nói lại bởi vì chị thấy có nhiều bạn cũng chưa đảm bảo được đâu. Khi chúng ta nói về nghị luận xã hội mà viết dạng đoạn thôi thì trước tiên về mặt hình thức là các bạn phải đảm bảo cho chị, được không ạ? Các bạn trình bày cho chị khoảng 2/3 trang giấy thi, nó rơi tương đương vào khoảng 200 chữ, được chưa? Và nhớ là đã là đoạn thì không có xuống dòng, không có lùi đầu dòng gì hết. Các bạn chỉ cần lùi đầu dòng cái lần đầu tiên chúng mình viết thôi. Và sau đó các bạn cứ viết tiếp xuống cho chị. Khi nào mà các bạn hoàn thành xong cái cấu trúc của dạng đoạn nghị luận xã hội là các bạn sẽ dừng bút lại nhé. Và khi chúng ta đến với cái phần nội dung thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải triển khai 3 phần: mở thân và kết, mở thân và kết đoạn, đúng không ạ? Và đối với từng phần thì các bạn đảm bảo cho chị cái nhiệm vụ phải có của nó. Thì ở trong phần này chị sẽ cho các bạn xem cái phần đáp án, cái khung đáp án mà đề của trường ra thì các bạn sẽ cần phải đảm bảo cho chị như sau. Để có thể hoàn thành tốt cái công nghệ xã hội đó thì các em có thể thấy rằng trong phần thân đoạn, các bạn ơi, chị rất là xin lỗi các bạn, hiện tại thì chị lại đang gặp một chút xíu sự cố trong ngày hôm nay và không thể nào mà có thể hoàn thành nốt cái phần nghị luận xã hội cùng với chúng mình. Thế thì chị hẹn chúng mình buổi sau các bạn sẽ tiếp tục cùng với chị để chữa nốt cái phần đề còn lại ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với chị làm trọn vẹn câu đọc hiểu trước đã, được không ạ? Thì các bạn thông cảm giúp đỡ chị nhé. Ngày hôm nay thì chúng mình chữa trọn vẹn câu đọc hiểu giúp đỡ chị. Còn đối với công nghệ xã hội thì buổi ngày mai thì chị em chúng mình sẽ cùng nhau chữa nốt và nối vào cái đề của buổi hôm thứ tư các bạn nhé. Ngày hôm nay thì chị đang gặp một vài sự cố về mặt kỹ thuật, thế nên là không thể nào mà hoàn thành được cái phần nghị luận xã hội cùng với chúng mình. Rất là mong các bạn thông cảm giúp đỡ chị nhé, được không ạ? Còn bây giờ thì có lẽ là chị em chúng mình sẽ tạm dừng lại cái phần phát trực tiếp này ở đây. Còn đối với phần nghị luận văn học thì chắc chắn là chị cũng sẽ cùng với các bạn quay trở lại, và chúng mình sẽ hẹn ở một khoảng thời gian không xa. Và chị nghĩ rằng đối với khoảng thời gian từ bây giờ cho đến tháng 6 thì Học Văn Chị Hiên sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng với các anh chị lớp 12 rất là nhiều, bởi vì đây là cái thời gian nước rút, cũng là thời gian then chốt của anh chị lớp 12 rồi. Thì chị cũng mong rằng các bạn cũng sẽ cố gắng nhiều hơn, cũng sẽ cố gắng và học nhiều hơn và cố gắng là theo dõi Học Văn Chị Hiên thật là nhiều để chúng mình có thêm những cái buổi học, có thêm những cái buổi chữa đề thật là hay và thật là ý nghĩa các em nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp này ở đây và hẹn gặp lại chúng mình vào tối ngày mai nhé, được không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình. Bye bye! Rất cảm ơn các em!